Hello các bạn, đây là Biển Xanh Nắng Ấm. Và hôm nay có một cái rất là đặc biệt, đó là mình sẽ unboxing cây cóc Thái mua trên mạng. Thì cái này mình mua ở trên mạng 28 đô, thì nó shipping là 16 đô, thì khoảng cỡ 4 mấy đô. Lần đầu tiên mình mua cây ở trên mạng luôn. Thì các bạn biết cây cóc Thái ở Mỹ nó rất là hiếm và quý. Nhiều lúc mình đi ở khu Việt Nam cũng thấy nữa. Và muốn mua nó thì phải chạy xe cả tiếng rưỡi. Đấy, cây cóc này được 1 tuổi rồi các bạn ơi. Mà cây cóc, nghe nói cây cóc Thái nó mình trồng trong chậu cũng có trái đó. Và nó ngắm nghỉ trồng ở Cali á, thì rất là wow. Trong này họ phát giấy báo. Em ấy đã xuất hiện rồi, dễ thương quá. Trời ơi, người ta ship cũng hay lắm ha. Đây, các bạn thấy không? Có tối lắm không ta? Hình như ngược ánh sáng, đợi chút. Lúc này có bộ sáng sủa hơn nè các bạn. Thì đây là cây cóc của mình. Mình sẽ lấy nó ra. Đây. Wow, hay thiệt. Vậy cái chứng tỏ cái cây này rất là mạnh. Cây này nó mạnh ghê luôn á. Tại vì ship ở trong thùng gì mà nó còn tươi chưa, dễ thương quá à. Ok, thì coi trong này có sót thêm cây nào. Mua có 1 cây nha, 28 đồng một cây cóc Thái là rẻ đó nha. Rồi, trong này có giấy. Đây, nó ghi là cây cóc Thái 28 đồng, 16 đồng, thì 44 đô, 99 là 5, 45 đô cho cái cây này. Đó, ok, rất là happy. Đây, cái cây dễ thương các bạn, nó không rụng một cái lá nữa đó. Trời ơi, từng cái lá nó không rụng một cái nữa. Mà coi cái cây này là 1 tuổi, thì nếu mà nắng ấm bỏ cho nó ra ngoài chậu là cỡ chừng vài tháng là có trái. Nghe nó cóc Thái nó có trái sớm lắm, và nó không có thích quá lạnh đó. Thì đó, wow, dễ thương quá ha. Thôi trong này họ để gì. Wow, đây họ ship rất là chuyên nghiệp luôn. Cái tiệm online này thích quá, mà mốt thích thì mua nữa. Wow, đến nỗi mà cái mầm ngay đây nó còn không rụng nữa mà các bạn. Thì đây là cái cây mới của mình. Yeah, cây cóc mới nha. Thì nắng ấm rất là thích trồng cây. Trồng cây thì mình làm cho mình rất là vui. Và cái cây cóc Thái này thì nhìn nó rất là dễ thương, nhìn nó khỏe ghê á. Nó ship hình như mấy ngày rồi đó, 3-4 ngày mà rất là khỏe. Đây đất, bây giờ mình sẽ bỏ nó ra chậu nha. Bây giờ mình sẽ để nó vô chậu ngay lập tức luôn. Chứ thì tạm thời thì mình sẽ để chậu nhỏ thôi. Nhưng mà tương lai là nó sẽ xuống dưới đất. Tại vì khu mình á, mà nếu mà mình trồng ở gần cái hàng rào á thì nó ấm. Trời ơi, thấy thương quá ha. Wow, họ công nhận làm chuyên nghiệp nên họ phải cắt bớt rễ để cho ship cho vừa cái thùng á các bạn ơi. Đúng là chuyên nghiệp, người ta chuyên bán cây đây, rễ nó đây. Bạn, mình đã bỏ cái cây cóc Thái của mình vô chậu rồi. Thì bây giờ bỏ nó trong chậu cho nó tạm thời, nó trú ngụ ở đây. Rồi khi mà mình có chỗ cho nó xuống đất thì mình sẽ cho nó xuống đất. Bây giờ mình đem nó ra ngoài vườn. Bây giờ trời tối rồi. Nãy giờ mình không có mở cái đèn này. Thì đây, cây cóc của mình nè các bạn. Đó, dễ thương chưa? Nó cao lắm đó nha. Bây giờ trời tối rồi. Đó, thôi tạm biệt cây cóc nha. Mình đi vô nhà thôi các bạn ơi. Giờ hồi nãy giờ mình quay mà không có cái đèn flash á, không biết các bạn có thấy không nữa. Đó, vườn của mình buổi tối nè. Tối thui, thôi đi vô nhà. Ơi, hôm nay trời nóng, hồi nãy mình rửa chén xong á,
là mình đã tính đi lên coi tivi nghỉ ngơi rồi, nhưng mà không ngờ cái cốc nó tới là mình rất là vui. Thôi thì đó vậy thôi, mình sẽ chiếu cho các bạn xem quá trình mình trồng cái cây cốc nó như thế nào. Hy vọng là sẽ có lúc thu hoạch, nhưng mà mình đã đọc rồi, cốc Thái nó rất là dễ có trái và nó cũng dễ trồng. Thôi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thích channel của mình thì hãy nhấn nhấp subscribe. Và mình hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.